Rooney ra khu vực đường giữa dành cho Eden. Một bộ tướng rất flex, rất linh hoạt, có thể tùy biến được đến bên phía của G2B. Họ hoàn toàn có thể đẩy bị kẹt lại trong phần yếu này rồi, đã buộc lòng phải tốc biến đi. Yu đang bị Yu dí theo, Yu không đủ sát thương trong phần yếu này. Eden cũng đã kịp lên và đó có thể là chiêu của hai người và chưa đủ sát thương rất nhiều, và thậm chí chính KD người chống chịu quá nhiều sát thương đến từ chủ cũng đang phải lên bàn đếm số. Một tình huống có lẽ chỉ gỡ được đến từ những lớp giáp trước bên phía của Edward Gaming, và đây là một tình huống mở phú hỏa giới hiệu triệu sát trận được dồn và làm lửa cắt ngang. Họ đã cố gắng rồi mục tiêu, và đó là vị trí của Đô đang phải lên bàn đối số, dòng được giữ lại. Nhưng đây là một tình huống đặt bầy hai người, sát thương trả ngược lại là cũng rất nhiều đến từ bên phía của G2B. Chúng ta nói về khả năng rồi sát thương ở nhịp gần của các thành viên đến từ vị trí của hiến máu như thế này thì với bốn thành viên thì sẽ là cái chủ tiếp dành cho EDG ở khu vực ở dưới. Và điều chúng ta bật lui cho mình đó là cái chiêu cuối đến từ Xiao Chang solo kill của người chơi đường trên EDG, và anh ta đã thành công. Sẽ đi dừng đi, 1700 tiền tranh lệch được tạo ra đến từ cái tên 0711 và không được chơi này. Một tình huống dồn giáp tường rất hay, nhịp dồn hiệu ứng khống chế nó khiến cho Xiao Chang không về được trong pha thi đấu này, không tỉnh lại được. Đội hình của G2B và Phan đã đến với cái pha thi đấu rồng hai đen, không có một nhảy số cướp khi con rồng này một cách tương đối là dễ dàng. Phần lưu đang bên phía của G2B có để cho bên phía của EDG về dễ dàng được hay không? Đây không, một đã phải lên bàn điểm số rồi, và bên phía của đó EDG vỏ để muốn đánh trong pha thi đấu này. Giờ mới tới Alamut đi cho mình, đó là tốc biến đang vui chạy về với một chấm máu, và sau chăng tới ta hạ gục được KD rồi. Để thử thách đã được kích hoạt bị chói chân lại đến từ cái khoa bóng tối rất tốt của Golden Kai, và hắn đã một kêu dành cho Xiao Chang cũng muốn đánh lên nè. Yu đang được thoải mái xả thiết tường ở phía đằng sau bị giữ chân lại, cái là lời vẫn có thể lui về. Iron đang muốn tiến lên thì sao đây, Ka đang đứng ở vùng này, anh ta đã bị phát hiện đến từ một tình huống cắm mắt đến từ Xiao Chang, và để thử thách cũng đã được kích hoạt lập tức. Qua bốn điểm yếu được kích hoạt rất nhanh đến từ Xiao Chang, và Ka phải bực đi cho mình, đó là chiêu cuối liệu mình chạy về được hay không đây. Trong khi đó khu vực giữa thì cho anh ta đang bị kẹt lại lên mạng đứng số mạng dành cho đó đừng cho hỗ trợ của EDC, do tranh vũ đang tiếp tục được nổ ra hai đôi một két được sử dụng. Languenta đã phải lên mạng điểm số rồi, như vậy thì hai người chơi hỗ trợ của cả hai đội tuyển phải bỏ mạng lại trong pha giao tranh này. Còn đứng dưới thì Xiao Chang cũng đã hạ gục được Ka, và mặc dù đấy cũng là một pha thi đấu rất nhạy cảm đến từ vị trí của KD, nhưng anh ta không có nhiều khả năng cướp thành công và Baron ở trong pha thi đấu vừa rồi. Và bây giờ thì các thành viên của CB chỉ có thể dắt tay nhau để chạy, con rồng họ cũng sẽ phải bỏ ra những đối thủ mà thôi. Đang muốn mở cho pha thi đấu này là cú hất được khá nhiều người, sát thương dồn tuyến sau và liên tục là những tình huống xả sát thương đến từ vị trí của Holon cũng như là 0711 nữa. Đang muốn băng vào một cú nhảy một tên cặp đá cả, tiếp tục cú húp đến từ vị trí của Langui, nhưng anh ta đang tạo ra được quá nhiều tiền đề để những xạ thủ tuyến sau bắn được, và đó tiếp tục một tình huống tấn công nữa. Holon có cho mình điểm hạ gục, và nó khiến cho thời điểm này thì G2B vẫn đang gặp khó trong những tình huống ra tranh tổng của mình. Là Gui một mình đang muốn phá trong tình huống này, anh ta đang bị dính thở yếu tầm nhiệt, anh ta đang bị dồn sát thương và bấm đồng hồ. Có người đến đó vị trí của Yu, Yu có gói ai không đây, không tỉnh để tốc biến đi được. Và bây giờ thì các thành viên còn lại đang lao vào, anh mình có một tình huống kiểm soát được dòng hay không, họ đang trừng phạt nhưng có được rất nhiều những điểm vào cổng trước đấy đã, và đó có thể sẽ là một pha quét sạch được khi đây là nạn nhân cuối cùng. Và một đợt đẩy để end game đến từ các thành viên bên phía của Kim Minh. Họ cùng với chiến thắng đầu tiên ở trong trận thi đấu đối đầu với G2B này sẽ là một chiến thắng 1-0 dẫn trước dành cho đại diện đến từ bên phía của cùng Trung Quốc EDG. Và thậm chí là con rồng đó nó cũng đã được giữ lại dành cho đó là Alon rồi, và chúng ta cứ ngỡ như rằng Langui anh ta hơi sai lầm, nhưng anh ta đã câu kéo đủ thời gian với cái khả năng chống chịu con on của mình và đợi đến khi mà test bộ kỹ năng của mình. Test luôn à? Test luôn trận đấu. Thực ra thì CV là một chất tướng mà có lẽ khả năng để được và tài vào. Và thậm chí rằng đang là ba người đến từ bên phía của G2B đã tiến vào đây rồi. Eden cũng đã có mặt ở đây, tình huống rồi sát tường họ bắt được lại 0711 ở trong phần rừng của anh ta. Có vẻ như là G2B họ cũng biệt tại kêu KD với một con Lee Sin của mình, nhưng không được dưới đây đang gặp tình huống có kiệt sức lên người, và đó là rồi sát tường của đường cai hết phép bổ trợ rồi, tóc biến lên và đó là điểm vào cục. Một tình huống đồ kêu rất hay đến từ cặp đôi đường dưới của Edward Gaming với khả năng dư chân chưa đủ sát tường. Tình huống này không có ở điểm hạ gục tới cho Edward Gaming rồi, và nó chỉ dừng lại một tiếng 1-1 và tôi nhưng cũng được dưới này. Cả hai một lần nữa là phải lên bảng điểm số, và lần này thì bây giờ mới khởi động, nhưng có vẻ như là G2B họ sẽ ăn con rồng rất là nhanh và sẽ muốn ép đánh trong pha thi đấu này. Hỏi như nhiều chiều đã được gọi ra, nó hất tung được hai người đang muốn tấn công vào Imi. Anh ta đang cố gắng lui về trong pha thi đấu, anh ta lui về được không, anh ta đã lui về chủ được nhưng không, được sát thương cuối cùng là đến từ Xiao Chang, cố gắng lấy luôn cả trụ hai khu vực cánh dưới, nhưng không thể nào giữ trụ thành công cho pha thi đấu này. Một tình huống đá ngược được ra, một cú sút rất đẹp nhưng chống chịu quá nhiều lượng sát thương đến từ trụ hai, và ngay lập tức thì KD cũng đã phải lên bàn điểm số. Nó đang kẹt lại trong rừng, anh ta cũng đang có khả năng lùi về, và đó tiếp tục là một pha thi đấu nữa
Mayu còn đến 2 điểm và một cú double kill để cho người chơi không vượt được giữa đấy từ phía trong game mình. Vậy ta chưa muốn dừng lại đó, ta đang muốn có 3. Nhưng có lẽ là thôi. Muốn có được mày có dù, nhưng khoan đã, chúng ta hãy cùng nhau xem pha thi đấu này. Một cơn sau đã được bực lướt lên đến từ đó, Lamenta bị kiểm soát, anh ta sát thương vẫn vang quá là nhiều. Một tên núm. Đó là mũi tên xuyên phá nó không đủ tầm và Alon vẫn đang cố gắng lui về với một chấm máu của mình, kịp hay không này, vẫn chạy về kịp. Vẫn về được với một chấm máu sau khi mà chống chịu thêm cả lượng sát thương đến bên phía của ADC. Và đứng trước những tình huống cấu máu đến từ Golden Kai, đến từ đó lên thì nhưng mà khoảng đã cho được nổ ra. Một người đã bị chờ đó chính là không phải một, anh ta đang bị đá văng rồi, anh ta vẫn có thể lui về một chấm máu bên sát thủ đến từ đó. Aaron hạ gục được không phải một, sau đó bị kiệt sức, sau đó mất tốc biến, sau đó cũng phải lên mạng điểm số mà hạ gục lại dành cho đó là Alon. Một được, đây đang là một tình huống mà hai người lấy Baron nhưng người còn lại lộ tầm nhìn. Và các thành viên của mình chưa biết điều này, họ bây giờ mới nhận ra để có thể kiểm soát được tầm nhìn. Và liệu rằng xuống kim hay không, đây không phải bốn bao xu, không cướp được. Nhưng anh ta dồn sát thương vào thì vẫn đang về được. Anh được cũng đã cho thấy khả năng gây sát thương của mình là tốt đến như thế nào. Và đó là pha thiếu mà không phải bốn một năm xuống. Đánh có cơ sở. Đồng ý vẫn đang còn cơ hội phía trước dành cho bên phía của G2B. Rồng cũng đã sắp sửa được hồi sinh ra. Và đây có thể sẽ là mục tiêu cạnh tranh đến từ cả hai đội tuyển. Đội hình của G2B sẽ một đội phải cấu diệt thêm giao tranh, nhưng đây là một tình huống giữ chất lại được và không phải một bộ đội bị dồn rất nhiều sát thương. Và đang cố gắng để lùi ra là quay ra cố gắng hồi phục cho người đội của mình. Vẫn một chấm máu chưa phải lên bảng điểm số, nhưng Sẻo Trang phía bên này thì có lẽ cũng sẽ đi xa lắm rồi. Chưa nằm và xuống, đó là người đầu tiên phải nằm xuống. Sẻo Trang một máu cũng đã nằm sau một tình huống sóng âm đến từ vị trí của KD. Và bây giờ thì là 4-4. Dòng quay đi đến các thành viên bên phía của G2B. Hỏa dấu hiệu chiều hút được hai người chưa vào được trong phát tiêu này. Sau ông găm chúng không phải một bộ xe gì số ra thường. Và đó tình huống không phải một năm xuống. Đã còn không có thế để đánh team phải. Nhưng đó đứng quá cao và ngay lập tức cạnh ta bị cô lập, bị dồn sát thương. Hai xạ thủ của Edward Gaming vẫn đang chất lượng. Chính xác là như vậy, và một pha thi đấu bên phía của G2B họ vẫn chưa một thì lập tức sẽ có những tình huống mà tiến vào khu vực hai Baron này rất là nhanh chóng đến từ 0-1. Bởi tốc độ ăn Baron sẽ là rất nhanh, nhưng đây một pha tiêu nữa tiếp tục dồn sát thương vào. Và đó là cái tên là Gùi đang bị tốc biến vào phía bên kia vườn tường để có thể là không kéo thời gian phía bên này. Thì người đầu tiên đang phải đập xuống rồi, nhưng Sẻo Trang đang chém trực tiếp với vị trí của AMA phía bên kia. Ôi xong rồi, anh ta đổi toàn bộ đội hình của bên phía G2B về. Đó là cũng đang phải tốc biến đi, yêu cũng phải ở lòn gần như là 2-4 ở trong pha tiếu vừa rồi. Còn cái còn lại dành cho Sẻo Trang vẫn đây thôi. Hãy cùng chờ xem nào, bây giờ Sẻo Trang ta sẽ cần phải tiến ra khu vực này để cản bước. Đó là Aaron, anh ta tốc biến ra và ta cản được Aaron, và cũng như đó là Ro chỉ còn một lượng máu ít ở mà thôi. Khả năng bắn đến từ hai xạ thủ của ADC là vẫn đang chất lượng hơn, có được mạng của Ro rồi. Và bây giờ Aaron anh ta lao lên với bản năng sát thủ với kiệt sức, anh ta bị kiệt sức, sau đó anh ta tốc biến mất đi, đó là cả mạng hạ gục của mình. Và sống mầm như thế này thì có vẻ như bên phía của ADC họ đã biết được KD đang ở đâu rồi. Và đây sẽ là một tình huống mà KD anh ta sẽ cần phải lên tiếng để có thể cướp đi con Baron này. Anh ta lao vào, anh ta cướp được con Baron và sau đó ứng đồng một két. Phương còn lại thì bị họ chỉ cần lui về mà thôi, nhưng Ro anh ta vẫn muốn tiến lên. Không phải một sử dụng chiêu của mình nhắm vào người của đó là Golden Kai. Chưa hạ gục được Golden Kai, nhưng ở phía bên kia thì Ro đã phải đợi mày đếm số qua con phần nhà của EDG. Thì đó là Amy đang đẩy thẳng vào phần nhà của đối phương, sao chăng đang cố gắng lui về. Ở đây thì Ro anh ta lướt lên, ép cho đó là Golden Kai mất đi cái đồng hồ két của mình, chỉ có mình Ero mà thôi. Và Amy anh ta cũng không thể nào mà bắt đo được. Làm điều đấy với cả 5 thành viên đang có đứng ở đây, có được rằng được hay không? Họ đã có những con đường phía đằng sau. Chiêu cuối đã được thực hiện đến từ đó là CV giúp cho đội lính này nó chen vào trụ nhà chính của đối phương nhanh hơn. Bây giờ thì Emi anh ta lao ra, anh ta không phòng thủ được, và sau đó thì Ro cũng phải xin lỗi bạn, đó là Iron cũng phải lên mạng điểm số 2-0 dành cho bên phía của EDG. Và cũng khá bất ngờ khi mà khán giả đang lựa chọn Naos mới là đội tuyển có tỷ lệ thắng cao hơn, lên đến 56% và chỉ có 44% dành cho Hu Gaming. Hu Gaming đang thực sự là thiết kế băng trụ khu vực cánh dưới chẳng dành cho các thành viên bên phía của Daos. Fate đã bị phát hiện tầm nhìn ở trong nhịp di chuyển này, nhưng anh ta tự tin rằng sau lưng anh ta có Magor móc thành công được. Đó là Wake up, anh ta còn gì để bỏ chạy hay không? Này còn một tình huống tốc biến và Carryman bây giờ cũng đã tới, anh ta chưa có được cấp độ 5 nhưng Fate đã có cấp độ 5 rồi. Đây là tranh một cấp độ đến từ hai người trên đi rừng Pan, vẫn có những tình huống nghịch sao. Móc trượt đến từ Magor, hơi đáng tiếc Sunny không gì có mọc đầu. Anh ta lướt qua bờ tường có điện đạt đỉnh điểm. Fate quyết định quay ngược trở lại với bóng ma kỵ sĩ, khiêu khích ba người đến từ Mitsura. Quá tuyệt vời trong tình huống vừa rồi. Mitsura quay ngược trở lại, một pha cứu cánh là thành công. Và chưa rõ hai đổi hai trong pha thi đấu vừa rồi. Carryman, wake up. Khó. Rồi, tôi nghĩ rằng Magor sẽ không tiếc một cái thủy lôi tầm diệt. Ui, tiến. Ui. Nhưng anh ta lại trúng cho mình cái chiêu cuối và khiến cho vị trí của Fate sẽ phải lên bàn điểm số trong tình huống này. Wake up gỡ lại cho mình một điểm hạ gục. Chỉ hơi sai một chút là cái chiêu thức đầu tiên mà thôi. Anh ta tiếp tục hồi thiên đình kiếm, lần này thì nó không còn trượt nữa.
và nó sẽ mang lại điểm hàng cục thứ hai. Không đầy, kiệt sức đã được sử dụng. Galio của Misura bây giờ mới tới. Miekmo không có quá nhiều năng lượng, anh ta đang bị dính đam bởi đối phương, bị dính cả kiệt sức. Nhưng Misura đấm gục được thành công Rui bên phía bên kia rồi. Với cặp cũng sẽ không còn đam ở trong thời điểm này nữa. Tức là đội hình này điều kiện thắng cơ bản là đâu sẽ phải đánh nhiều nhịp từ một tình huống rồi sao tương. Vị trí của Misura vẫn có thể tốc biến ra, có cả định mệnh ở trước đó là cả chiêu cuối nữa, thử thách nhưng không thể là hạ gục được. Bây giờ tiềm tiêu siêu dáng thế không dư chân đầy ở vị trí của Wake Up, và đã dồn sát tường của Wake Up có thể để một bộ thứ trâu nhưng chưa đủ ra tường đến từ bên phía của Daon, và chưa ai phải lên bảng đếm số cả. Wake Up cũng một trận máu chạy về, Pan cũng là như vậy, nhưng thế này đang là có cho mình những con rồng. Vừa rồi thì đấy là một tình huống chiêu cuối cũng đã được sử dụng ra đến từ vị trí của Fed để hỗ trợ cho Misura có thể lùi về được. Nhưng đối phương đã truy cả trong pha thi đấu này, Fed đã bị chém rất nhiều, máu mất đi rất nhanh. Nhưng chúng ta đã cố gắng để lùi về, siêu dáng thế được sử dụng ngược trở ra và có được bàn của Wake Up. Một tình huống mà tiếp tục là cái siêu dáng thế lên tiếng đến từ vị trí của Misura. Còn bây giờ thì Kerryman đã bị dồn ra tường, đang là những tình huống truy đuổi, chém gió lấy được khá nhiều máu của Kerryman. Máu bắt đầu vẫn đang rất trâu. Rồi, có cả thấy được là sai được tung ra, nhưng Kerryman anh ta xuất hồn quay ngược trở về. Và anh ta quay hồn quay ngược trở lại, anh ta đập mặt vào tường. Kerryman biểu diễn 3 pha liên tiếp chọc mù mắt khán giả. Và double kill dành cho vị trí của Miekmo. Fed thì đang dí ở vị trí của Wake Up. Sunny tầm này đang bắn rất yếu đuối, khiêu khích chỉ được một người. Sunny bật chiêu cuối để bỏ chạy, một cú la vào đá cũng thành công được vị trí của Juni, của Rui trong tay của Sunny rồi. Một pha cho nên việc kiểm soát được hai rồng ở thời điểm này và đang sắp đến hướng đến con rồng thứ ba sẽ giúp cho Naos thắng một cách rất chắc chắn. Nhưng chúng ta sẽ phải chờ qua tình huống này đã bắt đầu nhìn được thấy tình huống ăn baron của đối phương đến từ Wake Up. Wake Up đã tung ra chiêu cuối rồi, rồng được giữ lại đến từ bên phía của Fed. Họ đánh tràn ngược ra, đây chắc chắn là một pha hủy diệt dành cho bên phía của Naos. Misura cũng quay hình trở lại với sự dạng thế, và vị trí Wake Up là người đầu tiên lên bàn điểm số. Rocky đang che chắn cho Pan để có thể chạy về. Rocky quay ngược trở lại và anh ta chọc hạ gục thành công được người chơi đi rừng của đối phương với tình huống sử dụng đại thử thách chính siêu cấp ở khu vực đứng giữa. Cam sẽ lấy được đường lính siêu cấp khu vực đứng dưới và Rocky sẽ không còn đường để có thể về nhà. Đợt lính đang bắt đầu đẩy vào, nhưng bây giờ thì có thể bên phía của Ugaming đã xuất hiện được trở ra rồi. Thái Dương Hạ Sát không giữ chân đợi vị trí của Miekmo, có thể địch kiểm trùng nhưng đang có người hỗ trợ, đó là Mago, và đang có thể bắn được hay không bởi chưa thể hạ gục đi được lượng sát thương chính của đối phương, nhưng có lẽ cũng sẽ có người về được. Và Cam đang phá ra, Fed cũng đã đến một tình huống một end game và Naos chiến thắng trong pha thi đấu đầu tiên. Một áp lực được họ đẩy lên là rất nhanh, có không thấy được những sự liên kết và khả năng đánh trông nó vẫn có gì đấy nhỉnh hơn so với những điều Ugaming đang pick ở đây. Tôi vẫn cảm giác là như vậy. Khá bất ngờ là lợi thế mà Ugaming có thể tận dụng được, nhưng Wake Up đang bị cấu máu đây, liên tục bị kéo nửa cái máu và bị dư chân lại, đang phải bất tốc biến, vẫn đang là những tình huống đu theo đến tất cả phía bên phía Ugaming. Khu của Daon xong hỗ trợ Wake Up lại một lần lên bản điểm số. Đây là một pha mà đỉnh sử dụng những chiêu cuối của mình lên đầu không thể né tránh được, sẽ là vô cùng nguy hiểm và Ugaming sẽ không dễ dàng để có thể lấy được lại map. Rồi, một pha móc tất cả mọi thứ CC đến từ Mogo đều chính xác, không chịu bất kỳ một chiêu thức nào, và lấy được luôn điểm hạ gục của Camille. Một pha gánh rất triệt để đến từ bên phía con Naos. Hãy nhìn cách nào vẽ cái lượng trụ khu vực đứng giữa và lấy được rất nhiều giáp trụ khu vực cánh trên rồi. Rocky một lần nữa bị khai thác vào, anh ta dính luôn cho mình cú móc mỏ neo, dính luôn cả thủy lôi tâm nhiệt. Một tình huống gánh được thực hiện hai lần liên tiếp và nó vẫn thành công đến từ Naos. Đó có được sự thành công, gần như là không có cơ hội để có thể chạy trốn, nhưng Fed ở đây đang hơi đơn độc, anh ta đang một mình buộc lòng phải tốc biến đi. Cú móc đeo chính xác và đó tiếp tục là vị trí của Pan lên bảng điểm số. Có lẽ Wake Up cũng sẽ đi theo người đồng đội của mình, không thể nào cưỡng lại được trong pha thi đấu này. Và Fed mặc dù hơi bất ngờ với tình huống đứng, chúng ta sẽ tối ưu tình huống này bằng việc lấy cái trụ khu vực đứng trên, nhưng Naos sẽ lấy được nhiều thứ hơn. Họ không chỉ quan tâm con rồng, họ lấy luôn cả những điểm hạ gục, sẽ đắp giao tranh lấy được thành công mạng hạ gục của Wake Up trong tình huống vừa rồi. Có một con mắt đã được phải tầm nhìn rồi, nhưng tốc độ này tốc ăn rất nhanh, liệu rằng có ra kịp hay không. Đây, giữ chân lại vị trí của Wake Up, như vậy Kerryman vẫn có thể lùi về, nhưng xô ra để đánh thì không có cơ nào để đỡ được cả. Và họ đã dồn sát thương vào Kerryman, bị giật ngược trở lại. Kerryman dính quá nhiều lượng sát thương, đã phải lấy bảng điểm số. Mất hai người, không còn thế đánh, Baron có lẽ là thôi bỏ để tìm bên phía Google. Quá ao trình, một góc đánh mà bên phía của Ugaming đang không phải là đẩy đều lính đường trên thì chắc chắn sẽ lấy được trụ rồi. Hai đường dành cho bên phía của Naos, thậm chí còn giữ chân được thêm một người ở đây, đang bắt đầu hồ lung lung nào đó. Vị trí của Sunny bật điện đạt đỉnh điểm lên và anh ta cũng đã biến mất trên bản đồ. Trong khi đó kèo đấu đường dưới Rocky vẫn đang hoàn toàn bị đè tay đến từ vị trí của Cam. Anh ta tối hậu thử, anh ta sắp hạ gục được Cam rồi. Cuối cùng thì cũng đã có được điểm hạ gục đầu tiên dành cho bên phía Ugaming. Người nằm lại đó là vị trí của McGregor. Cam vẫn đang quay ngược, vẫn có thể bảo toàn được rất nhiều bộ lợi Baron. Và đây một pha phết, anh ta vẫn còn cho mình dòng ngàn tuổi, liệu có muốn cân hai hay không. Đây lính đã bắn nổ nhà rồi. Ugaming chơi game khá thiếu tập trung và 2-0 dành cho bên phía của Naos.
J Team. Đó là Gwen. Gwen mang ra sẽ, nếu như Kha'Zix không thể gánh được, dạng người game Gwen rồi cả Ezreal cũng sẽ có thể bổ trợ một lượng đam khá tốt dành cho đội hình của J Team. Của Lucian rồi. Pha mà Single 7 không đi qua bất kỳ một điểm tầm nhìn nào của đối phương cả, một góc di chuyển là rất khéo. SCY hơi đáng tiếc là pha bổ đầu tiên vừa rồi của Single 7 thì nó lại không chính xác. SCY vẫn có thể thoát về được. Chính xác là như vậy. Nếu như pha bỏ đầu tiên nó được chỉnh chu hơn một tí thì, nhưng mà SCY anh ta vẫn đứng lên khá là cao, và liệu rằng anh ta sẽ phải nằm xuống trong pha thi đấu này không? Anh ta vẫn có thể né được cái đuôi dây móc, nhưng mà bây giờ thì Scapel tới thì hơi khó rồi dành cho đó là SCY. Một pha đứng dình sẵn. Còn đây là chúng ta sẽ đến với tình huống kiểm soát con sứ giả này. Hãy cùng chờ xem. Sứ giả còn 1600 máu. Sinh đồ 7 quay ngược trở lại và anh ta giữ. Còn SCY anh ta làm cái gì ấy, tôi không hiểu anh ta làm cái gì tình huống vừa rồi luôn. Tình huống mà anh ta chạy thẳng vào trong blue của đối phương và bị bắn gục đến từ xạ thủ phía bên kia. Đó sẽ tiếp tục là về mặt lợi thế dành cho bên phía của FX. DY khá đau, bị đá đến từ vị trí của Dom 18. Sứ giả được thả ngay ở khu vực đường giữa. Set up luôn một tình huống đài trụ đến từ bên phía của FX trong tình huống thả sứ giả này. DY quay ngược trở lại với một ngõ máu ra rất thấp. Muốn hạ gục Sinh đâu 7 nhưng không hạ gục được Sinh đâu 7. Chứ đội vẫn chạy đi được với một chấm máu. X1 mới là người thấp máu hơn ở đây. Sứ giả chạy tim. Và bây giờ thì sau khi có được chủ một khu vực đường giữa đó thì họ đang muốn tiến lên khu vực trên, họ nhắm một lần nữa vào mắt xích yếu nhất trong đội hình của trái tim đó chính SCY. Mức đi tốc biến mất là cả 6 nhưng phần biến đổi chết đến từ cái chiêu cuối báu độc của Skype L. Chính xác, Skype L đã có một tình huống dồn đam là hợp lý với FX mặc dù cả đi. Và hãy cùng chờ xem là bên phía của Philippines có để điều đó xảy ra hay không. Đây một lần nữa tối hậu thư được nhắm vào người đội SCY, họ nhắm vào một con cá sấu không còn bất cứ một cái lượng tài nguyên nào cả. Chiêu đốt được găm lên vào vẫn còn cho mình đó thần cá sấu, bên này Skype L ta đang bị kẹt lại. Và phía bên này thì đó chính là Dom 18 vẫn có thể lưu về với cái đu dây móc của Soder mình đến. Soder đến từ phía đằng sau, liệu rằng có hai cục đúng bất cứ ai không đây. Cắt vào Chao và xe chỉ đường trên và Chao lấy được cho điểm mình điểm hạ gục của Chao rồi. Phía bên kia Dom 18 đang muốn tấn công vào vị trí của Iquan nhưng Iquan còn sống sót, công đang đứng hơi sâu tại đây. CF17 quay ngược trở lại với những tình huống nhảy vồ của mình, lấy được cho mình một cú double kill. Chính xác là như vậy, Soder với một tình huống quay trở lại rất mạnh mẽ, trở nên cân bằng hơn ở sau tình huống giao tranh vừa rồi. Và hãy cùng chờ xem tình huống kiểm soát con rồng thứ hai này, bên nào sẽ làm được Sinh đôi 7 bắt đầu chụp bật chiêu cuối. Anh ta vào không cướp được rồng trong tình huống vừa rồi. CF17 vẫn có những tình huống trừng phạt và là rất chính xác, họ phải bỏ lại mạng hạ gục của Soldier. Cú sấy chiêu cuối thành trừng đến từ vị trí của công không rồi, và anh ta sẽ có thể cắt hết. Bất kể là ở tuyến sau với Ezreal đây cũng sẽ là một vị tướng có thể gây khả năng gây đam tầm xa, nhưng hãy cùng chờ xem tình huống này. Dây team có 4 người, đội hình của FX có đến 5 người. Iquan và vị trí của Soldier tiếp tục bị dồn đam. Ta bị dồn đam một cách quá nhanh. DY là người thứ hai lên bảng điểm số. SCY bây giờ mới đến giao tranh. Sinh đầu 7 có những tình huống tốc tiến bổ rất nhiều đam. Sinh đầu 7 vào quá sâu, anh ta cũng đã trải lại mà hạ gục. Nhưng FPX lấy được 4 người và họ chỉ mất người chơi đi rừng mà thôi. Nick họ chèn lên và có đi 4 mạng của đối phương. Bây giờ họ đang muốn ăn con Baron này, ăn được hay không đây? Không có rừng. Rừng bây giờ mới dịch chuyển ra. Và Baron được giữ lại dành cho bên phía của FPX với sự xuất sắc của SkyFL. Sau đó là một màn hủy diệt. Và người còn lại ở đây đó là vị trí của Soldier. Anh ta sẽ tiếp tục lên bảng điểm số. Không thể cò quay được quá lâu nếu như không có những sự hỗ trợ của những cú thùng rượu. DY anh ta không đánh theo Soldier mà DY đang đánh theo X1. DY đánh theo X1 thì Soldier bị bỏ mặc và bị tràn vào. Nó cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Thùng rượu nổ quá xấu. Sau đó quay ngược trở lại. Con cá sấu này nó còn xấu hơn cái thú thùng rượu nổ vừa rồi. Và anh ta cũng sẽ có lên bảng hay không đây. SkyFL không tiến vào giữa đội nguyên phế đối phương. Gwen bắt đầu cắt được cho mình một mạng. SkyFL đang phải bỏ chạy sau tình huống lao vào vừa rồi. Sindo 7 cũng đang rất yếu máu. Và đội hình của FX mất một người trong tình huống vừa rồi. Chấp con rồng này với bên phía của Phoenix làm gì cả. Và bây giờ bên phía Phoenix họ muốn ép đánh sau khi mà họ có được con rồng đức. Ui, tối hậu thư ngay lập tức biến mất vị trí của chính xác hơn là CF17. Và SCY cũng không làm được gì sau những tình huống lướt của mình. Ui, X1 ăn một cổ. Wow, Skybell tràn vào và X1 không được chơi game. Soldier vẫn đang cố gắng cắt không? Nhưng 1-3 sẽ là hơi khó, anh ta cũng đã hết xương lam rồi. Và chỉ còn lại Dom 128 đang bị chính người đồng đội của mình. À không, chính là DY bị chính người đồng đội cũ của mình, người em của mình đang truy đuổi. Con 28 đang bị truy đuổi rất gắt gao và 1-0 dành cho FX. 1-0 dành cho bên phía của FX. Trong khi đó phía bên kia thì DY ta vẫn chưa nằm xuống. Bây giờ đã phải nằm xuống trước lưỡi kiếm của con Achok trong tay của Sindo 7 rồi. Một ván thi đấu mà bên phía của FX họ có được lợi thế thì họ shoulder cover cho X1 có thể được bắn đây. Khi mà nhìn vào đội hình của FX đây, họ có Achok, họ có Vladimir, họ có cả con Nautilus nữa. Mày nói rằng bên phía đầu game thì con cá sấu sẽ có lợi thế hơn một tí, nhưng mà hàng đã ở đường dưới này thì sao, tích thông cũng đã được sử dụng, tóc biến cũng đã được đầu tư chỉ để có thể hại được công mà thôi. Tóc biến kết hợp với đâu vẫn bỏ có được mạng của công, sau đó thì xếp 7 ta cũng phải bỏ mạng lại mà thôi. Mạng dành cho SkyFL, mạng dành cho SkyFL một đổi một biến luôn. Trong khi đó tóc biến luôn chơi và tóc biến đánh thường giữ trần rất nhiều hiệu khống chế, một đổi hai có lợi dành cho FPX. Thêm cả Soldier tầm này vẫn chưa có thể đủ đam để con đó sát thương đâu. Với và Sinh đôi 7 bật luôn chiêu cuối pha này sẽ là
đai trụ thẳng mặt luôn, nhưng có kiệt sức được sử dụng. Oh, sinh đấu 7 mới là người bị outplay trong pha thi đấu này. Anh ta không tính toán được đến cái kiệt sức của đối phương và gói hàng. Và ăn đang khá khá chậm, thảm lửa được sử dụng. Vị trí của Soldier lao thẳng vào trong hàng sinh đấu 7 chết rồi. Hạ gục thành công được sinh đấu 7. Sát thương của Soldier trong tình huống vừa rồi là quá cao. Trong đó SCY thì đang bị gõ ngược trở lại. SCY vẫn còn sống sót. Sứ giả thuộc về bên kia. Khi mà CP7 ta có lộ diện không phục đứa trên này và điều đó ép cho cộng mà tám tám phải bỏ cái chỗ này, điều ta có phòng thủ được hay không? Ta không còn tới bên một pha mà nhảy vào hơi thì và không có quay tay. Sau đó thì bây giờ CP7 tới cũng chỉ kịp gõ cái đại mạng của SCY và thôi, liên tục là hai pha thi đấu khó hiểu của cả hai người chơi đường trên. Rồi, khu vực đường dưới 2-3, khu vực đường dưới có 2-3 nhưng có nhất thống đến là 4-2. 4-2 và có chiến thắng dành cho ui lại là Soldier với điểm hạ gục của Koki. Koki này bắt đầu ngoài tầm kiểm soát được của bên phía FPX rồi. Có luôn chúng. Họp rất đông các thành viên ra khu vực đường giữa khi mà con rồng thứ hai của trận thi đấu đã ra. Một pha Big Bomb Sky FL mất nửa máu. Sau đó là một pha lao vào đến từ vị trí của ý như là nó thủ này nó đến rất sớm là như thế nào rồi khi nó được đánh chung với nhau. Tưởng như là Nautilus cũng sẽ phải lên bàn điểm số, còn đây là pha solo có kiệt sức mà rất tự tin. Thêm một lần thảm lửa nữa. Sau giờ có lẽ đã hơi bị sai lầm trong tình huống này rồi. Anh ta dùng tất cả mọi thứ chỉ để là solo kill. Việc mất bây giờ. Qua đó thì hai xạ thủ của họ cũng có thể yên tâm để thực hiện những tình huống đánh ở khu vực cánh còn lại. 5-4. Đây sẽ là 5-4 dành cho bên phía FX. X1 đang bắn cực lực vào vị trí của Xin công kể. Công lên bảng điểm số rồi. Đo mối 28 muốn gõ vào X1 nhưng ngay lập tức có nhất thống. Skybell muốn tấn công với X1 nhưng có bão tố nổi dậy. X1 vẫn sống mạnh ở trong pha thi đấu này. Và Soldier sẽ lao lên để bắn vào vị trí của Skybell. Skybell sử dụng luôn cho mình cái tốc biến để có thể thoát lùi. Một pha 5-4 nhưng JT rất khó để thua. Xạ thủ xanh lấy sắp có được cho mình linh hồn rồng. Nhưng ôi tôi vừa nói 90% phát X1 bị bổ cho nửa cây. Vẫn còn bão tố nổi dậy nhưng Skybell đang chờ sẵn tuyến sau. X1 lỗi vị trí trong tình huống này và bị bắt lại. SCY không thể hạ gục được vị trí của Single 7, không có được một góc bắn tốt. Và phía bên kia đang cố gắng cò quay và câu được rất nhiều thời gian đến từ cả Chào, đến từ vị trí của Dom 128. Nhưng Chào trong trận thi đấu này không đủ cứng cáp. Cú án tử vừa rồi của DOI nó cũng là không chính xác. Đội hình của J-Team mất cho mình một người, nhưng họ vẫn còn một xạ thủ khác đó vị trí của Soldier để có thể lấy chuỗi trong nhịp này. Ôi, cái ấn tử này là quá hay đến từ đó là DOI, nhưng sau đó là cái tình huống lợi xoay thì nó đã không thực sự là tốt cho lắm. Nhưng chiêu đốt là xét thương cuối cùng để có hạ gục được cộng án tử một lần nữa, đó là không chuẩn xác lưng của bà nào. Và bây giờ thì bên phía của J-Team họ chỉ cần chờ đợi con Baron thôi. Và bây giờ họ đang đánh thẳng vào vùng xanh của đối phương. Họ kéo được đó chính là Chao liên tục, đó là hai cú án tử mạng dành cho đó là DY. Nhất thống cũng đã được sử dụng lên người của DY. Và vừa rồi thì Công phải mất đi tốc biến để có thể né được cú án tử. SCY cũng đã có một pha. Họ vẫn chưa vào, họ chỉ cố gắng đó là kiểm soát nửa tầm nhìn ở đây thôi. Con cua kỳ cục đó đã được ăn một người đang bị tấn công ở đây, đó chính là SCY. SCY đã phòng ngự thành công và anh ta gọi được cả CS17 đến giúp cho bên phía của J-Team lấy được một mạng hạ gục. Và sinh đô 7 cũng đã phải lên bảng đến số. Chào cũng sẽ phải nằm lại trong tình huống này khi mà góc bắn của Soldier và X1 đang là quá thuận lợi. Ba mạng hạ gục dành cho bên phía của J-Team. Dễ dàng mà thôi, có vẻ như họ nói công họ đang vội rồi. Họ đang khá là vội, họ có lính ở khu vực đường dưới, họ có 5 người, họ có bù lợi. Trong ngàn tuổi thi một tình huống án tử và bốc hơi ngay lập tức, đó chính là công. Tỷ số đã được quân bình 1-1 dành cho J-Team. Hai bên ngay lập tức có những đi chung với nhau, nó có nhiều cái sự liên kết hơn so với ván đấu trước khá nhiều. Và đặc biệt là với con Hecarim này thì bên phía của Sinh Đô 7 có được từ hỗ trợ của Đo Mọi 8, ta vẫn có thể lui về một cách tương đối là dễ dàng mà thôi. Và đây sẽ là tình huống mà tranh chấp cua ở khu vực nửa trên. Soldier 17, Soldier là người đầu tiên ra trước và sau đó có tình huống tốc biến tốc hợp với bên mẫu quá hay đến từ CP7 đi. Và mẹ chỉ công đầu dành cho đó CP7 và bây giờ Skype L tới cùng với đó là Đo Mọi 8 khi mà cả hai tướng này chưa có cho mình ở chiêu cuối. Vẫn kịp thời có được mạng của CP7 rồi. Và bây giờ thì Đo Mọi 8 có hai bùa tăng làm được hay không? Đây có lá chắn đến từ SCY. Wow. Và Soldier lại là người có được hai bùa ngược trở lại và sau đó Soldier ta sẽ có được cho mình đó là cái nút cú double kill. Rồi. Thậm chí là SCY còn sống với 100 máu nữa cơ. Thế trận nó lại giống ván đấu trước, tiếp tục setup một thế đánh muốn kiểm soát hai bùa, mang gói hàng ra ngăn chặn con sứ giả của đối phương nhưng đang đứng hơi cao. Soldier vẫn còn cho mình thảm lửa để thoát về. Ý là cái thảm lửa này sẽ không uy hiếp được vào vị trí của Single 7. Chào cũng đã chống chịu khá lâu cho tình huống này. Ôi, DY bằng địa chấn hụt và một tình huống bóng ma khi sĩ quay ngược trở lại nhưng khả năng xả đam đến từ Soldier vẫn đang là quá khét. Single 7 tiếp tục nằm xuống. Tiếp tục nằm xuống trước cửa hang sứ giả. Thế trận nó lại khá quen thuộc giống như ván đấu thứ hai, cứ sứ giả ra là Soldier sẽ bắt đầu đến được cái ngưỡng sức mạnh không thể kiểm soát được của mình. Đây là cái lợi thế mà một đội tuyển họ có được một con sen khi mà họ ăn ở một khu còn lại thì sau khi ăn xong một ta có thể gánh. Mày đầu tư có lại đường dưới thì sao, đường dưới thì một người đang bị giữ chân lại mất đi tốc biến nó từ đó đi qua nhưng có vẻ như hơi với rồi. Sinh đấu 7 đã có một cái tay đây làm choáng được sinh đấu 7
với cái lượng xả sát thương là liên tục của X1. Thực sự là Sino 7 cùng với SKFL không thể nào bằng tới được trong qua thi đấu này. Tóc 14 bộ là quá hay một lần nữa của CS17 lên người của Sino 7 thì mới có thể đánh một cách nét như vậy. SCY anh ta đang câu được đến 4 chiêu thức của đối phương rồi và gọi thêm cả nhất thống của những người đồng đội của mình đến. SCY câu kéo được đuổi thời gian và những thành viên của J-Team đã bắt đầu xuất hiện tại đây. Và Sino 7 là người đầu tiên lên bản đồ số. X1 thật như tốc biến thẳng vào đối với đối phương để có thể bắn FX từ một kẻ đi săn, tưởng chừng như họ bắt được một F. Khi mà con Sen trong tay của CF17 đang hoàn toàn trên cơ so với chỉ một Sino 7 mà thôi. Thêm một tình huống làm choáng nữa, thêm một tình huống hất tung nữa. Chào, SIA sẽ dính luôn cho mình một cái thảm lửa tại đây. Và sau giờ vẫn còn đủ khoảng trống để có thể thoát về. Lấy được thêm một điểm hạ gục nữa. Con Cocky này không thể ngăn cản được Mia, như là Raiden. Rất khó chơi. Đây rồi, tiếp tục Soldier đang đi farm mạng rồi. Trận này anh ta farm mạng là khá nhiều. Và tiếp tục là một tình huống bọc lót với 3 thành viên. Vị trí của Dom 128 cũng đã phải bỏ lại mạng hạ gục của mình. FX đang bắt đầu có những tình huống di chuyển ra. Tăng tốc đã được sử dụng rồi. Đi săn đã được bật đến từ vị trí của công. Và Chao đang là người đi đầu. Thì có vòng sau đến từ Sino 7. Nhưng Chao chống chịu không được. Chao chống chịu không được quá lâu. Và Sino 7 vẫn đang giữ được sai. Liệu anh ta có trở thành người hùng ở trong tình huống này hay không đây? DY đi ra nhưng anh ta không check cái bụi ở cánh trên. Bây giờ mới bắt đầu có những tình huống muốn check đến từ vị trí SCY. SCY biết được Sino 7 đang có mặt tại đây rồi. Đội hình của J-Team bỏ con Baron và đánh ngược trở ra, lấy được thêm một điểm hạ gục nữa. Vị trí của công cũng đã phải lên bảng điểm số. Công Chào bộ đôi bị hạ gục rất nhanh hơn và cũng tiến bộ hơn. Đây chính là điều giúp cho họ quay trở lại và xứng đáng với một vị trí ở trong top 8. Một vị trí có thể đánh được vòng playoff. Một pha mở giao tranh, công đang gặp nguy hiểm. Công vẫn có cho mình cái khiên chắn phép. Và quay ngược trở lại, Soldier vẫn có cho mình nhất thống. Soldier đang bị dính liên tiếp những hiệu khống chế của đối phương. Nhưng Soldier bị dính hiệu ứng thì phía sau lại là X1 được chơi. Làm sao thì bên phía của J-Team vẫn là người có lợi. Thậm chí họ còn chưa mất bất kỳ ai. Skygel giặt nhà 2-0, à chính xác hơn là 2-1 dành cho bên phía của J-Team. Và thậm chí trong pha giao tranh vừa rồi thì DY anh ta là một vị tướng hỗ trợ. Anh ta có được cái cú double kill đến từ cái lượng sát thương nổ là quá nhiều của cái bùa lời linh hồn lồng lửa này. Và không cần đến đường lính siêu cấp còn lại thì bên phía của J-Team họ cũng đã có thể kết thúc đi được trận thi đấu cặp PO3 này với tỷ số đó là 2-1, một màn lật ngược vô cùng.